Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo. Sư ơi, ba mẹ con không hoan hỷ với việc con hay đi làm phước cúng dường lắm. Mỗi lần con muốn làm, con bỏ tiền riêng của con ra và xin ba mẹ mỗi người một chút. Con có nói là ba mẹ góp chung một ít để con đi làm từ thiện, ba mẹ con vẫn cho. Rồi. Con dùng tiền đó đi cúng dường chư tăng. À, ba mẹ con không biết, vậy phước ấy chỗ theo cái biết của ba mẹ con hay theo đối tượng con gửi tiền đến đó về sư? Nghiệp và quả của nghiệp là bất khả tư nghị. Thì khi mà mình đem, thứ nhất là cha mẹ mình đưa tiền cho mình để đi làm từ thiện á, thì ba mẹ mình đã có phước rồi, đó là điều chắc chắn. Nhưng mà cái phước đó đó, nó có nhiều yếu tố lắm. Thứ nhất là có chánh kiến hay là không, tức là có niềm tin nơi Tam Bảo hay không, có niềm tin vào nghiệp và quả của nghiệp hay không, và tin là tin tới đâu, thì nó sẽ quyết định cái phước của mình rất là nhiều. Cái thứ hai là khi mình bố thí như vậy đó, mình có tự tay bố thí hay là không. Cái thứ ba là khi mình bố thí như vậy á, mình có hoan hỷ hay là không. Rồi khi bố thí như vậy á, mình có sự tác ý đến đối tượng được bố thí hay là không. Rồi khi bố thí như vậy á, mình có mục đích hay là không. Nó có rất nhiều những yếu tố đi kèm để quyết định phước của một người là nhiều hay ít. Cho nên trong trường hợp của quý vị á, thì ba mẹ chắc chắn là có phước. Nhưng mà nếu như những cái sư vừa nói đều thiếu hết thì phước đó rất hạn chế. Còn nếu có thì cũng sẽ cần nương nhờ vào phước của quý vị. Giống như á, một trường hợp là người sau này á, người con rất là giàu, nhưng mà cha mẹ thì chỉ ở mức độ vừa phải thôi. Tại vì cha mẹ hưởng ké phần phước của con, chứ không có thể sử dụng thoải mái như là người con được. Thì đó cũng là một dạng của cái quả ha. Và xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ thêm về vấn đề này. Kính thưa Đức, kính thưa quý vị, thì trong cái câu trả lời này của Đức Thanh Tại có một cái điểm nhấn mà sư phải cần nhấn mạnh thêm một điều nữa để cho quý vị biết cái tầm quan trọng là Đức Thanh Tại có nói vấn đề mà chánh kiến hay tà kiến, thưa quý vị. Tại vì ở đây là câu hỏi quý vị đưa ra là ba mẹ con không hoan hỷ với cái chuyện mà con đi làm phước cúng dường lắm. Cái vấn đề này nó nếu mà nó có yếu tố mà gọi là đã không hoan hỷ mà lại tà kiến nữa thì nó thật sự quý vị là hoàn toàn không có một cái phước báo gì, quý vị. Mà thật sự là nếu mà đã tà kiến nghĩa là không tin là nghiệp quả, nghiệp nhân tin nhân quả, thì hoàn toàn thật sự đúng nghĩa là không có một cái phước báo gì hết. Mà nếu mà không thay đổi nha, sử dụng từ không thay đổi nha. Cho nên là cái vấn đề mà tà kiến hay chính kiến nó cực kỳ quan trọng, thưa quý vị. Nếu mà một người sư, nên là có nếu mà một người mà họ có cái chính kiến, họ có niềm tin quả, nghiệp quả của nghiệp. Nhưng mà vì cái lòng bổn sản, xin nói là vì lòng bổn sản này, họ không thích bố thí đi. Nhưng mà vì người con, vì cái tâm người con, họ vẫn sẵn sàng, họ gọi là gì? Gượng gạo, họ gượng gạo. Họ vẫn bố thí nhưng mà không hoan hỷ lắm, thì cái này phần trường hợp này vẫn có phước, thưa vị. Giống như y như trường hợp của ông vua Bà Gia Xí, nó vẫn có phước nhưng mà nó phước nó ít ỏi lắm, nhưng mà đó là trường hợp gọi là có chánh kiến này. Trường hợp tà kiến là coi như là thua đó. Cho nên chung quy á là ở đây á, thì qua câu hỏi này sư biết rằng là quý vị muốn hỏi cái vấn đề nào để một phần là giống như để mình biết cách như thế nào để mình cư xử để mình tốt cho bản thân. Ban đầu tiên mình tốt bản thân mình là mình tốt ba mẹ đó. Thì chỉ có một cái lời khuyên là nếu mà mình có sự mong muốn, mình bản thân mình có niềm tin
vô tam bảo, mình có cái lòng hào sảng, mình có cái tâm bố thí như vậy. Thì nhân tiện đó, mình nếu mình muốn tiếp độ ba mẹ mình đó, để cho ba mẹ mình làm phước sau này mình hoan hỷ với mình, thì mình cố gắng làm cái bốn cái pháp đắc nhân tâm, bốn pháp nhất trinh nhất chúng là Đức Phật dạy mình đó. Mình áp dụng như với ba mẹ mình là gì? Đó là bố thí, ái ngữ, lại hành. Lại hành là nghĩa là mình đem, mình có những cái hành động mình mà có cái lợi ích đó, đến cho bản thân mình và đem lợi ích đến cho ba mẹ mình. Và cuối cùng là cái đồng sự, hay gọi là đồng đẳng, là mình sống chan hòa với ba mẹ, giúp đỡ ba mẹ đó, người trong gia đình đó, tạo, gọi là tạo cái không khí gần gũi đó, cái đồng sự lên nó như vậy. Thì suy nghĩ là với cái điều mình làm gì đây đó, thì nó sẽ giúp mình, có nghĩa là ít nhất là giúp mình cho ba mẹ mình sau này cúng dường cho mình, ít nhất là con có sự hoan hỷ hay là có cái chánh kiến. Không, còn cái vấn đề chính là phước chỗ theo cái biết đối tượng nào, nghe là quý vị hỏi là vậy phước ấy chỗ theo cái biết của ba mẹ con hay theo đối tượng có tiền, thì cái đó là sư và sư Hạnh Tuệ và sư đã phân tích nó quá rõ rồi. Yếu tố quan trọng nhất vẫn là chánh kiến và tà kiến ở đây thôi. Con xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này.